kiểm tra công tác thống kê và khắc phục thiệt hại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp Việt Nam Nhật Bản, khu công nghiệp An Dương, khu công nghiệp Tràng Duệ, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chia sẻ với những thiệt hại ban đầu do mưa bão gây ra đối với các doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh, với sức gió lớn và di chuyển nhanh nên bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng nói riêng và các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng nói chung là tình huống thiên tai bất khả kháng. Trước khi bão vào, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo công tác ứng phó, song do sức gió quá mạnh nên thiệt hại là điều khó tránh khỏi. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục hậu quả bão trong thời gian sớm nhất, bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tâm lý yên tâm cho người lao động. Thành phố đã chỉ đạo ngành điện, thông tin khẩn trương cấp điện, thông tin liên lạc cho các khu công nghiệp để bảo đảm sản xuất. Liên quan đến quá trình khắc phục, sửa chữa nhà xưởng của các doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, chủ đầu tư các khu công nghiệp kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp về thủ tục xây dựng, phòng cháy chữa cháy nhằm sớm hoàn thành công tác khắc phục hậu quả mưa bão. Thành phố sẽ xem xét phương án hỗ trợ phần nào các doanh nghiệp trên cơ sở thống kê thiệt hại ban đầu. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy tới thăm và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại trường tiểu học thị trấn An Lão. Bão số 3 đã gây tốc mái dãy phòng và hư hại nhiều thiết bị của nhà trường. Đồng chí Bí thư Thành ủy chia sẻ và động viên thầy trò nhà trường sớm khắc phục hậu quả trên tinh thần ưu tiên những hạng mục cần thiết để sửa chữa, góp phần sớm đón các em học sinh trở lại trường học. Đồng thời đề nghị ngành giáo dục và huyện An Lão quan tâm, hỗ trợ và bố trí kinh phí tạm thời để sửa chữa trường lớp. Thành phố cũng xem xét phân bổ và bố trí nguồn ngân sách để hỗ trợ các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả bão số 3.